Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ngày càng gần gũi hơn với doanh nghiệp và người tiêu dùng. Nhiều sản phẩm Việt có chất lượng đã chiếm lĩnh được lòng tin của người tiêu dùng. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cho rằng hàng Việt Nam giờ không phải là khuyến khích mà đã ưu tiên, chuyển sang là yêu thích, tin dùng hàng Việt và tự hào khi sử dụng hàng Việt Nam. Đến với buổi tọa đàm chủ đề nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với quý vị hai vị khách mời. Trước tiên, xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Sinh, trưởng ban phong trào Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Và vị khách mời tiếp theo xin được giới thiệu bà Mai Thị Thùy, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, thành phố Hà Nội. Cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Thưa quý vị, để hiểu rõ hơn về những hiệu quả của cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau. Theo vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, hưởng ứng của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, chương trình hành động của Bộ Công Thương hàng năm được tổ chức, thực hiện rộng khắp ở cả 4 lĩnh vực, gồm thông tin tuyên truyền, rà soát, ban hành, bổ sung luật pháp, cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường trong nước, cải cách thủ tục hành chính và quản lý thị trường. Từ đầu năm đến nay, dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng các đơn vị trong ngành công thương đã chủ động bám sát chủ trương của chính phủ, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế và tích cực triển khai các hoạt động của cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Là đơn vị đồng hành cùng với Bộ Công Thương trong các hoạt động của cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thì chúng tôi đã tham gia tích cực trong các hoạt động giao thương, các hoạt động hội chợ, triển lãm, các hoạt động kết nối doanh nghiệp, và đặc biệt đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong cái việc mà tiếp cận đông đảo người tiêu dùng, và đặc biệt là phát triển các hệ thống phân phối rộng khắp tới các vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn, đặc biệt là những cái vùng khó khăn. Là người Việt Nam thì tôi nghĩ rằng khi mà tôi lựa chọn sản phẩm, tôi sẽ ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam. Một phần là vì cái tính chất là mình sẽ ủng hộ cái các doanh nghiệp sản xuất trong nước. Mặt khác thì khi lựa chọn cái tiêu chí về hàng Việt Nam, tôi cũng lựa chọn những thương hiệu có uy tín lâu năm. Trong thời gian gần đây, nhiều sự kiện kết nối cung cầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2020 đã được các đơn vị chức năng ngành công thương tích cực triển khai. Các sự kiện này được đánh giá là một trong những hoạt động cần thiết trong khôi phục phát triển kinh tế trong giai đoạn mới, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, kích cầu tiêu dùng nội địa. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, các địa phương và các cơ quan tổ chức xúc tiến thương mại của nước ngoài tại Việt Nam gặp gỡ, kết nối tiêu thụ hàng Việt trên thị trường trong nước. Bộ Công Thương đã làm việc rất là sát sao với lại các địa phương cũng như là các bộ ngành để mà làm sao đó vực dậy cái thị trường trong nước và khai thác đẩy mạnh cái nội nhu ở trên thị trường nội địa nhằm mục đích là hỗ trợ cũng như là bù đắp phần nào cho cái khó khăn do sụt giảm kim ngạch xuất khẩu. Hoạt động kết nối cung cầu như này thì là sẽ góp phần là đánh thức lại thị trường đã trầm lắng trong thời gian qua, và nó sẽ là một cái biện pháp rất là hiệu quả nếu như mà chúng ta tổ chức liên tục, thường xuyên và trên phạm vi rộng khắp trên cả nước, không chỉ ở Hà Nội mà cả các tỉnh lân cận. Để nhanh chóng hỗ trợ các doanh nghiệp trong bối cảnh bình thường mới, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Cục Xúc tiến Thương mại và vụ thị trường trong nước phối hợp với các địa phương triển khai ngay các hoạt động xúc tiến thương mại khi các thị trường xuất khẩu bị gián đoạn do dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp ở nhiều nơi trên thế giới, để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường trong nước. Thưa quý vị, thưa các bạn, áp lực cạnh tranh cũng chính là động lực để các doanh nghiệp hàng hóa trong nước vươn lên, nâng cao sức cạnh tranh. Người tiêu dùng cũng được hưởng lợi từ cả hai phía. Trong thời gian vừa qua, ngành công thương đã cùng với các cơ quan ban ngành triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, để cuộc vận động phát huy hơn nữa hiệu quả thì còn rất nhiều việc phải làm. Xin được hỏi ông Trần Văn Sinh, trưởng ban phong trào Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thưa ông, Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng và tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do FTA, song phương, đa phương và hàng loạt các FTA lớn đã và đang bước vào giai đoạn thực thi, đặc biệt là EVFTA, CPTPP. Vậy thì các doanh nghiệp Việt Nam đứng trước những thách thức gì?
thị trường nội địa sẽ có những thay đổi như thế nào, thưa ông? Trong cái bối cảnh mà chúng ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thì các cái doanh nghiệp của chúng ta bên cạnh là phải cạnh tranh cái thị trường vốn đã cạnh tranh quyết liệt ở trong nước, thì chúng ta khi hội nhập thì chúng ta ngày càng phải có cái trách nhiệm nâng cao cái chất lượng sản phẩm hàng hóa dịch vụ ngay như ở trong thị trường trong nước. Thưa ông, sau đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2014-2020, theo ông cần có những đề xuất gì về chính phủ để tiếp tục phát huy hiệu quả của vận động? Trong thời gian tới, thì chúng tôi mong muốn chính phủ ban hành một cái đề án mới cho cái giai đoạn mới. Mà cái đề án này phải gắn với cái trong cái điều kiện mới, đó là cái tác động của cái đại dịch COVID-19 đối với nền kinh tế nước ta. Thì đồng thời trong cái đề án này cũng phải đặt ra vấn đề là cái trách nhiệm của người sản xuất nâng cao cái chất lượng sản phẩm dịch vụ của hàng Việt. Vâng, câu hỏi tiếp theo xin được hỏi bà Mai Thị Thùy. Thưa bà, cơ quan quản lý nhà nước cần có thêm giải pháp gì để hỗ trợ doanh nghiệp một cách thiết thực và hiệu quả trong phát triển thị trường trong nước? Thực ra thì từ lâu rồi, các ngành công thương ấy cũng đã là có nhiều biện pháp đấy để nâng cao cái sức cạnh tranh của hàng Việt. Nhưng mà tôi nghĩ rằng trong cái giai đoạn này, là cái yếu tố này để càng phải phát huy nhiều hơn. Thứ nhất là phải làm thế nào để cho các doanh nghiệp là phải chú ý về chất lượng sản phẩm, mẫu mã cải tiến sản phẩm. Cái đấy là cái quan trọng nhất để mà thu hút người tiêu dùng. Thứ hai, nó cũng có một cái cơ chế chính sách rõ ràng để giúp cho các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng trong nước, tạo điều kiện cho các hiệp hội hoặc là các doanh nghiệp phải tổ chức nhiều những cái hội nghị giao thương và xúc tiến thương mại, mà tôi nghĩ là phải theo hình thức liên kết vùng. Vâng, thì đó là từ phía các cơ quan chức năng. Thưa bà, thế nhưng mà vậy thì từ phía hội doanh nghiệp nữ, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội thì cũng cần phải đưa ra những giải pháp cụ thể thiết thực chứ ạ, để cùng phát triển hàng Việt trên thị trường nội địa. Vâng, thực ra thì các hiệp hội mà, thì chúng tôi nghĩ đây là một cái cầu nối để nối các doanh nghiệp với người tiêu dùng. Nếu như cái hiệp hội nào mà làm tốt chức năng ấy thì tôi nghĩ là giúp cho doanh nghiệp rất là tốt, để nó gắn kết giữa người tiêu dùng, gắn kết những cái nhà phân phối và nhà sản xuất, thì cái đấy là vai trò hiệp hội. Thưa ông Sinh, theo ông các cơ quan quản lý nhà nước cần có thêm các giải pháp gì để hỗ trợ doanh nghiệp một cách thiết thực và hiệu quả để thúc đẩy phát triển hàng Việt tại thị trường trong nước? Đối với là cái cuộc vận động mà người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, ngay như cái tên cũng còn có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng mà cốt lõi bên trong hướng tới đây thì có hai cái chuyện. Một là chúng ta phải làm thế nào mà hành lang pháp lý để mà trách nhiệm của các doanh nghiệp, các nhà sản xuất là nâng cao cái chất lượng hàng hóa dịch vụ của mình. Thứ hai là cũng phải là bảo vệ cái quyền lợi của người tiêu dùng. Vâng, thưa ông, trong vai trò ban chỉ đạo của cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thì Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ đưa ra các giải pháp và định hướng gì cho việc tăng cường kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng và nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt Nam? Với vai trò là cơ quan vừa là thường trực và cơ quan chủ trì của cái ban chỉ đạo cái cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thì với là cái trách nhiệm là người đại diện ở đây, thì chúng tôi sẽ thông qua các cái tổ chức thành viên và các cái hiệp hội của doanh nghiệp để tập hợp ý kiến, những kiến nghị của doanh nghiệp để kiến nghị với Đảng và Nhà nước để có điều chỉnh những cái chủ trương chính sách làm sao mà thúc đẩy cái sức sản xuất, cái phát triển cái doanh nghiệp lên. Rất cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia tọa đàm nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt với giải pháp phát triển thị trường trong nước thông qua việc triển khai thực hiện hiệu quả đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2014-2020. Chúng ta có thể tin tưởng rằng việc đề xuất tiếp tục triển khai đề án này trong giai đoạn mới từ phía Hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp cơ quan quản lý nhà nước, người tiêu dùng Việt Nam sẽ không chỉ ưu tiên dùng hàng Việt Nam mà sẽ tự hào khi dùng hàng Việt Nam. Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.